Bây giờ thì cũng cuối giờ chợ trâu rồi các bạn. Cuối giờ chợ trâu, người ta thi nhau mang những con trâu đi cân các bạn. Cân để đoán thử xem ai có kinh nghiệm đoán sát hơn. Đây này, người ta lại chuẩn bị tiếp tục nâng giá đấy. Đoán một con trâu này nữa. Đây này. Giật giật luôn, giật luôn. À, không dám bắt tay. À, không dám, không dám bắt tay. Dân người ta đang dự đoán con trâu này 287. Ba tả xuống, ba tả lên. Ba tả xuống, ba tả lên. Ba tả xuống, ba tả lên. Ba tả lên đi nhóc rồi. Ba tả lên rồi. Con đấu khờ lên đi, lấy đi. Con này gầy bé bé. Hai tạ tám thì ai tìm lên xuống đi. Lấy ba tạ xuống. Rồi, người ta đi cân một con này nữa các bạn. Một con trâu cái gì mà người ta đây là không phải mua thương phẩm mà người ta đoán số cân thôi các bạn. Người thì chọn ở bên trên cân là 2 tạ 9. Người thì chọn dưới. Cho mình xem có như là 29 lên 29 dưới. Họ đang cầm cân là con này khoảng 2 tạ 9 rồi. Tôi lên, ai lấy xuống cả tôi. À, mình xem con này khoảng bao nhiêu. Con này 9 này. Ba tả ô, ba tả hôm nay ô. Ba tả, ba tả, ba tả. Ba tả. À, con này là ba tả ba các bạn. Con trâu bé nhưng mà trâu rất là nặng này. Trâu bé mà con trâu cả cầy. Ba tạ ba nặng hết nhỉ. Ba tạ ba các bạn đấy, một con trâu cái ba tạ ba sợ. Con này nếu mà thường thường mắt này người ta chỉ nhìn 2 tạ mấy thôi. Hôm nay bà vừa bán được trâu rồi vừa đoán cân cũng chuẩn rồi. Ai hả? À, người ta đã đoán số cân hơi xem có chuẩn hay không ạ. Nói chung là ở chợ phiên ở trên vùng cao thì đặc biệt là khu vực chợ trâu thường thường là rất là đông các bạn. Buổi sáng nữa cực kỳ là đông. Đây, chúng ta sẽ di chuyển sang bên này một tí các bạn nhé. Cuối giờ rồi các bạn, hết trâu bò rồi. Ở đây là có một con ngựa du lịch này. Ở đây có một con ngựa du lịch này, không biết là người ta cân chưa. Con ngựa đẹp này. Ngựa này chắc không bán đâu chứ. Này có yếm đẹp nhỉ. Đây.
Cứ lên con này chạy chạy lên Lào Cai. Chạy nhảy đi mà mình bay ngay. Ngựa thì mình bình quân nó chạy bao nhiêu km trên một giờ nhỉ? Người thì 5 km trên một giờ bình quân. Ngựa chắc là phải hơn nhiều ấy. Sức ngựa mà. Không, người ta tính bình quân thôi. Ngựa đẹp, chắc không bán chứ cô nhỉ? Bán. Bao nhiêu? Con này đẹp. 100 triệu con này. Thuần rồi đúng không? Con này mà con ngựa bạch như thế thì đẹp nhỉ? Cho người ta cưới một lần 30. Vâng, cho biết là ngựa du lịch ý. Ngựa du lịch. Chắc không bán, đấy không bán. Nhưng mà trả tiền cao kiểu gì cũng bán. Không đến đâu, ngựa này có phải ngựa bạch đâu. Nếu ngựa bạch thì nó đắt đấy, con này không phải ngựa bạch ạ. Ngựa bạch nhiều con đó, họ vẫn cho cưới mà. Thỉnh thoảng mình thấy ở đây vẫn có. Nhưng mà con này cao đẹp hết nha cô nhỉ. Ngoài hình nó đều ấy. Ngựa bạch thì chắc là phải gần 100 triệu. Nếu mà nó thuần nữa thì người ta phải nhân giá lên nữa. Nếu con này ngựa thịt thì chắc là tầm 45 là cùng thôi. Ngựa ở đây thì bọc thịt lắm, chẳng có thịt bao nhiêu ạ. Chắc tầm 40 đến 45 là cùng nhỉ. Nhưng mà nếu mà thuần rồi chắc là người ta bán 60 chẳng hạn như vậy. Nhưng mà người ta không bán thì người ta để làm du lịch các bạn. Để cho khách cưỡi cứ 30 lần 30 nghìn một lần cưỡi. Có ai đoán con ngựa này bao nhiêu cân chưa anh? À, mấy ông kia không mang con này ra cân thử xem bao nhiêu cân. Ôi nó đá đấy cô ơi. Cô đứng đằng sau nó đá đấy. Ngựa là tránh đằng sau các bạn. Đứng đầu là nó đá đấy. Yên đang lại cái vỗ nó phát nó giật mình là nó phản xạ à. Chứ bình thường nó không đá đấy ạ. Bảo năm nó còn nằm. À. Nhưng người lạ ấy, chủ thì không xa nhưng người lạ là nguy hiểm đó. Đấy đấy, trâu đi qua là nó đang co chân đấy mà. Cái này anh phải mang ra cái chỗ nhà vua mèo chứ, đông. À, cho nó quen người. Chưa có ý định là cho anh em cưỡi. À. Vẫn chưa có ý định là cho mọi người cưỡi. Em ra cho nó quen. Cho nó quen người, cho quen số đông. Con ngoài hình đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Con này khá cao ráo đẹp. Đấy. Nếu mà ngựa thịt thì con này chắc là tầm 4-5 ngựa thịt. Còn ngựa này thì người ta không bán. Nếu mà bán thì chắc phải tầm 6-70 các bạn. Châu. Con này vẫn chưa bán được này. Nói chung là ngày hôm nay thì chợ tan sớm nhé mọi người nhé. Đây này. Đến hiện tại bây giờ là hầu như là hết rồi các bạn. Đấy, chỉ còn sót lại một ít thôi. Đấy, sót lại mà những cái con này người ta chưa bán được. Đây, người ta đang xem con này. Đấy, như con này nó phải trên 6 tạ các bạn. Tầm 6 tạ 3, 6 tạ 4 đấy. Buổi trưa thì ở khu vực ở đằng kia vẫn đông nhộn nhịp nhất đấy các bạn. Đấy, tha hồ cân trâu, thi nhau cân trâu các bạn. Đây, không biết là người ta cần cả bò, chúng ta sẽ ra tiếp nhé. Đây. Người ta đang xem tiếp tục. Người ta dự đoán là con nghé này tạ mốt các bạn.
À, không không quay, quay chân nữa thôi. À, người ta đang dự đoán tí tí con đấy xem khoảng bao nhiêu cân nhé các bạn nhé. Tí nữa chúng ta xem con đấy bao nhiêu cân. Một con nghé. Cái này phải trên nghé này nhỉ. Vì con này trên 2 tuổi rồi. Tầm 2 tuổi rưỡi này. Thôi bây giờ thì chúng ta xem con nghé kia tạ mấy nhé các bạn nhé. Con nghé kia mình đoán là tầm tạ 2 các bạn. Tạ 2. Đây xem con này tạ mấy nhá các bạn nhá. Mình đoán là tạ 2 con này. Ôi 15 cân cơ à. À chưa cân, chưa cân. Đấy, ở đây có một cái biển này, à, cái đồng hồ. Đồng cái đồng hồ đấy. À. Đến 10 tạ trên tạ 2 không? Ôi giời ơi, tạ là rưỡi cơ à. Ôi. Kinh nhỉ. Con này rơi vào tạ rưỡi. Gần tạ 6 này các bạn. Một con nghé các bạn. Lặng nhỉ. Mấy con nghé đây này các bạn này. Một con nghé nó rơi vào tầm tạ rưỡi. Tạ rưỡi. Đây con này. Mình thử nhân 1,5 này. 1,5 1,5 nhân với 70. 10.500.000 các bạn. Nghe này 45 cân á. Nghe kia được. Nghe này cũng như trống này. Thế nếu tính 45 cân thì con nghe này ra 70 cân à? 60 cân à? 65 cân à? Ồ, 155 cân thôi. 50 cân á. Ủa, anh nghĩ ở con này ăn bao nhiêu cân trong cái bụng này? Cái dạ dày bao nhiêu cân? Ai biết được. Hỏi nó thì biết. Lại cược luôn, chơi chỉ 45 cân. Thịt cân đây xem bây giờ. Vậy đúng. Cho mày 50 cân. Cược con nghe này luôn. Cho 50 cân thật. Cược luôn. Tầm 10.500.000 nhân với giá 70. Nếu mà nhân giá 60 thì nó thấp hơn. Thì nhau đi đoán cân hơi, mình sẽ đi cùng để xem vậy. Còn chợ bây giờ này cũng gần như hết trâu, người ta mua bán cũng chậm nên cũng chả ai mua bán nữa. Cũng có nhưng mà ít các bạn. Mượn. Vừa mới khó đoán anh nhỉ. Mày cơ con nghé là tao mua được nghé cũng trưởng. Quá đi, mày được 200. Bao nhiêu đó con này, bao nhiêu đó? Con là ngựa. Đấy. Đà đà đây chú. Chúng cần cần ngựa là sẽ lên cái thuộc này đó. Này cần ngựa các bạn. Còn đấy là bình quân chắc là rơi vào 2 mấy triệu ấy. Nhưng mà bây giờ cân nên nhiều khi nữa. Dưới 1 tạ 2. Anh dưới 1 tạ 2.
Ui, con này nó... Người ta đoán là con này trên tầm tạ ba. Nhưng mà con này chắc phải hơn chứ nhỉ. 1 dưới 145 cân. Tôi lên dưới 145 nhá. Người ta đang chuẩn bị cân con ngựa này các bạn. Người thì đang đoán tạ 2, người đang đoán tạ 4. Bà chủ là không cần biết bao nhiêu tạ, cứ đếm tiền là chính thôi. Đấy, người ta đang dự đoán con đấy là tạ 2 đến tạ 4 các bạn. Con đấy không giới tạ 6 đâu. Đấy, đấy, đấy là nghe thông tin vậy. Chọc. À, lại cần con này tiếp này. Được. Về không rồi. Bật về không đi chị. À, con này chắc là phải 5 tạ. Đúng rồi, tầm 5 tạ 2 ấy. 4 tạ 9. 4 tạ 9 các bạn, một con trâu trắng. Thế mình đi buôn chỉ có lỗ đấy. Bà cho mẹ cháu xin tiền. Ở đây là người ta có cái cân dịch vụ nhé các bạn nhé. Mỗi lần phí là 20.000. 30.000 rồi, lên rồi. Cân nhiều là lên rồi. Đợt trước là 20.000. Cân này mới hay cân lâu ấy nhỉ? Cân này mua ở đâu về ấy nhỉ? Nào tạo mấy nào? Ừ. Đúng rồi. Con này chúng ta phải đợi. Mình cũng chưa biết cân ngựa nhiều. Hôm nay qua cái vụ này để mình biết xem là ngựa nó nặng hay không. Tầm thế này nhá. Để xem. À vâng. Tùy từ con béo con gầy chứ. Đấy, đó. Đó. Lên đó. Bác thử đánh với bà Thảo. Châu thì mình đoán gần chuẩn thôi, còn ngựa mình chưa đoán bao giờ các bạn. Lần này thử cân ngựa xem ngựa nó có nặng không. Thế để cháu đoán là tạ 7 đi. Tạ 7 đến tạ 8 đi các bạn. Cho là ăn chắc. Không cần nữa à? Chán. Cốp tiền không vừa. Lấy được chưa? Rồi, hai cuối giờ 20.000 được. Ngựa du lịch, một con ngựa du lịch các bạn. Ừ, ngựa trắng thôi, không phải ngựa bạch. Bạch mắt nó ấy. Ngựa mình nhìn không quen các bạn. Không, chủ ngựa bao giờ cân. Có bao giờ có ai cân đâu mà biết. Chúng ta sẽ đợi tí nhé các bạn nhé. Đợi xem là người ta làm việc xong là xem con này khoảng bao nhiêu cân. Mình khá là tò mò. Ngựa này nó cũng chắc đấy các bạn. Ngựa du lịch nó cũng chắc. Chưa, đã cân một lần rồi. Bao nhiêu cân để còn cá cơ. Không đến đâu. Nhìn thấy đâu. Má này à.
Con này chắc phải trên 3 tạ nhỉ? Trên 3 tạ ấy. Vâng. Nó thế thôi, nó nặng lắm. Đúng rồi. Cắt mẹ. 3 tạ 3. Chắc phải tầm 3 tạ rưỡi. Đoán mò không? Mình đoán mò là 3 tạ rưỡi trước nha các bạn nhé. Mình chưa đoán bao giờ. Đây này, xem nào. Cái này cũng phải đến tầm 3 tạ 4. Nhưng mà không có cái yên này tầm 3 tạ 4. Cái yên ấy nặng bao nhiêu? Bỏ yên ra cân đầu hàng nếu mà chuẩn. 10 cân thôi, yên 10 cân thôi. 7 cân thôi, tổng nó 7 cân thôi. Tổng 7 cân yên là gì? Ê, nhà này 10 cân mà. Nhà này 10 cân đấy yên à? Tháo cái yên ra. Tháo yên à mấy? Chơi nhiều tò vò gì về cân cộng cả yên à? Chứ 7 cân được mà. Yên của nhà này 10 cân mà. Yên nhà này dễ hơn yên. Phải ăn rồi à? Ông béo này ông chuyên buôn ngựa mà. Không biết đoán chuẩn không? Chúng ta đẩy cái anh áo hồng hồng này cũng chuyên buôn ngựa đấy. Để xem ông ấy đoán chuẩn không nhá. Ông già già đấy á? Áo len đấy á? Áo len đấy. Ừ đúng rồi, cũng hay buôn ngựa mà. Cả ông quần bò cũng hay buôn ngựa kìa. Đấy, mấy ông chuyên buôn ngựa. Mà nhiều khi không chuẩn đâu. Em của em bao nhiêu? Đoán mò 2 tạ rưỡi đi. Đâu em 2 tạ 3. 2 tạ 3. Ồ, nó cũng to mà, con này to mà, có phải nhỏ đâu, tí. Chúng ta phải tam phát to hơn. Mình phải đoán 3 tạ rưỡi các bạn. Trời máu. 3 tạ 3, 3 tạ 4. Không, cứ phải 3 tạ rưỡi. 3 tạ rưỡi lên. Thì nhau đoán số các bạn. Chúng ta sẽ đợi tí xem là nào. 2 tạ 4. Ôi. 2 tạ 2 số. 2 tạ 2. Ôi chỉ toàn ngựa nhẹ nhỉ. Ôi ôi. Ngựa nhẹ nhỉ. Ừ. Nhẹ. Hai tạ hai. Chính tỏ ngựa rất là nhẹ các bạn. Con to như thế mà có hai tạ. Hai tạ hai mấy thôi. Hai tạ hai ba chẳng hạn. Đấy. Đây. Ồ, nên mà gộp nó to hơn con nghé nhiều, thế mà nhẹ nhỉ. Đang huấn luyện. Ồ, có hai tạ mấy, mình nghĩ nó phải lặng lắm. Thế có hai tạ hai mấy thôi. Sợ rồi. Con chủ nó còn không biết được thì nói mình. Có bao giờ cân đâu mà. Người ta thi nhau cân ngựa các bạn. À, đây. Đấy, ví dụ như con này nó còn to hơn con ngựa các bạn. À, nó nặng hơn con ngựa nhiều. Mà con này chắc phải 3 tạ mấy. Chính tỏ là ngựa người ta đoán sai nhiều. Đấy, vừa đấy có người đoán ngựa. Ví dụ mình cũng đoán là phải nó rơi vào tầm 3 tạ mấy. Mà nó có 2 tạ mấy. Mất buồn là đi buồn nỗ được ạ. Đây, người ta tiếp tục cân con trâu này. Đấy. Cho lên cái gì?
Ba tạ. Ba tạ hai lên. Ai thắng trả tiền cân cho nó dễ, cho tươi cười. Thua trả tiền cân thì toang. Ba tạ rưỡi. Tròn ba tạ rưỡi. 350 tròn luôn. Không lệch một tí nào. Kinh. Đấy. Mà con trâu này xong mình trả vào thuê người khác dắt nhé. Kiểu gì nè, mang 10 lần dính được 1 lần ăn. Không, kiểu mình cân, nhưng mà phải cân đi sớm cơ. Không, tối hôm đấy là mang mình về xong hôm sau mình trừ tầm ra tầm 30 cân này. Bắn hết trâu rồi này. Còn sau có đi gần mẹ lên đỉnh nữa. Ba từ nãy nhờ. Ba lần này còn đỉnh nữa. Ok các bạn nhé. Có lẽ là video của mình cũng khá là dài rồi. Hôm nay chủ yếu là mình quay những cảnh cho mọi người xem là người ta cân trâu, kiểu buôn bán trâu ấy. Đấy. Và đoán số hơi cân để xem, dự đoán xem có chuẩn hay không. Đấy. Tuần này trâu bán rất là chạy nhé các bạn nhé. Trâu bán hầu như là hết rồi. Chỉ còn sót này mới ít thôi. Ở chỗ kia thì người ta cũng đang giao dịch tiếp. Và giá bình quân bây giờ thì nó đang rơi vào tầm 70 các bạn. Số lượng trâu ngày hôm nay khá là nhiều nhưng mà bán hết rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn mọi người vào video sau.